cho anh một lý do để anh ra đi không đắn đo. Tình yêu như mũi dao khắc cắt vào anh rồi. Đau lòng lắm anh ơi, anh không thể nói phải thành lời. Chỉ biết rằng yêu em, anh trao hết cả niềm tin. Ngày hello anh em, chào mừng anh em đến kênh YouTube của ta là con nha. Đã lâu rồi mình không có làm clip luôn. Chơi với fan nhiều quá, người ta yêu cầu làm clip quá nên quyết định làm clip lại nha anh em. Ok, và trận đấu hôm nay mình đối đầu với vị tướng Lữ Quố nha anh em. Một vị tướng cũng khá là mạnh ở khu vực đường top. Và cái mạng đầu đã thuộc cho mình rồi. Ok, và tận dụng cái lúc mà Lữ Quố còn đang hồi sinh đó, mình sẽ vòng lên khu vực đường rồng để mình ganh phủ đường rồng nha anh em. Ok, thấy bạn máu còn khá ít rồi nhưng chắc đang farm cái con quá nhỏ nè. Ok, nhảy vô làm chậm nó nha anh em. Ok, Lữ Phát bắn qua đây phải nói là rất là chính xác luôn. Ok, mình vừa lên cấp 4 và bật ngay cái anti luôn cho mình nha anh em. Ok, ban trụ luôn. Team mình có 4 người ở đây nè. Với lượng máu mình có nghĩa là team mình đủ để ban trụ rồi. Ok, bạn nè lao giữa dòng địch, lao giữa 4 người. Rồi một cú hất tung của bạn ba đâm làm bạn nè bị chón lại và xác định luôn. Hết chạy luôn. Nè mới chết xong ra chết tiếp luôn em ơi. Rất là tội nghiệp luôn. Cướp hết quái luôn. Ok, và đây là một cái clip để tặng một bạn khá mẹ nha. Ok, chơi chung với anh em mà không có anh em nữa. Hỏi có clip không, có clip không. Ok, và đây là clip của anh em nha. Do tình quen trên mạng thôi nhưng mà anh em chơi khá là hợp ý, anh em chơi rất là tốt luôn em. Ok, pha này là 1-2 anh em ơi. Núp sọt mình phải né thôi. Ok, né được chiêu rồi. Ban trụ và cái chết một thứ. Còn bạn này chắc phải chạy thôi. Thấy mình chạy thôi. Nó hồi chiêu nó quay ngược lại nè anh em ơi. Chơi luôn. Với Tara thì lượng máu càng thấp thì cái đam nó càng cao nên là cứ bổ thôi anh em. Không gì phải sợ đâu. Nếu mình lên bản ngọc đam thì nó sẽ không có trâu lắm nhưng mà khi mình đánh sẽ rất là tốt nha. Tùy vào phong cách chơi của mỗi người mà mình nên lên bản ngọc đam hay thủ nha nè. Với mình thì mình thích chơi hổ báo nên là mình lên bản ngọc thủ xíu để mình duy trì được giữa cái dòng địch nha nè. Chạy nè chết ngộ rồi. Hết chiêu rồi anh em ơi. Na lại nữa, chuyên gia 2-1 luôn. Mình sẽ chạy nha anh em. Chạy nè mình thấy còn 3 giây nữa hồi chiêu nên mình cố tình quay lại để mình chơi nữa. Ok, thành công anh em ơi. Rồi bằng Lưu Bố cũng bị bằng Hoanh Ga giết luôn rồi. Chơi Tara thì mình nên tận dụng những cái lúc mà nó hết máu đó để lấy sát thương cho nó. Và mình phải hợp lý khi mình quay lại lúc mình có chiêu lại anh em. Ok, team nó khá là đông 3 người nên mình có lẽ mình rút luôn cái pha này. Ấy da, cái pha chón, anh thi chón của bạn ấy da. Mình mất một phá lên vừa chết luôn anh em ơi. Cái pha chón của bạn Crest cũng khó chịu cực kỳ luôn. 10 giây nữa mình sẽ có anh thi anh em. Nè, chạy hộ này. Em có bạn Kahi cũng khá là khó chịu luôn, nó khống chế tốt luôn nè. Trên tiền của nó xả cái đam rất là cao luôn. 605 cho mình này. Giờ muốn giết mình cũng cả một vấn đề anh em ơi. Mình rất là xanh luôn. Mình sẽ lên một cái món áo chồng ăn giá để lấy đồ làm chậm cho nó anh em. Thank you.
đáng lẽ chơi với cái lũ bối thì mình sẽ lên một cái món đao phi hồn, nhưng mà trận này chắc mình sẽ không lên luôn. Lũ bối phế quá, đánh mình không lại rồi, chắc không cần phải lên món đao phi hồn rồi. Mình muốn lên trâu trâu để mình chơi với nguyên thêm nó luôn nha anh em. Tùy phong cách chơi thôi. Ok, bật phá luôn. Nãy giờ nè, hình như chưa ăn được con mùa xanh nào đi mà. Cũng tội, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ba thằng thôi, mình chắc mình bỏ qua nè. Quá đông quá nguy hiểm rồi nè. Qua đùm úp được hai thằng à, còn cả hai xã khá là thốn. Mình có anh Ti nữa anh em. Bên mình lên cũng khá là đông nhưng mà chơi luôn. Trâu quýnh đâu cũng chết rồi. Quýnh cà rẹt luôn em. Ok. Bạn mời ganh ra gịch độc khá là thốn luôn. Này thì ca hi ok, team mình chơi ép khá là nhanh luôn em. Ok, na cứ ra là chết, ra là chết, nên là na phế cực kỳ luôn em ơi. Gặp thêm quái và bùa là tụi mình ăn hết luôn, không chịu con nào hết. Cũng tội nghiệp. Mình 8-0 rồi anh em ơi. Ây da. Nói chung ta ra đi top mình đem nên đem một phá nha anh em. Mình thấy một phá khá là thú vị. Khi mà team địch sẽ không có liệu được cái lượng máu. Mình canh đam thấy ổn là mình bấm một phá là nó sẽ không có, nó sẽ bất ngờ đó. Ok, trận đấu kết thúc ở phút thứ 8 luôn anh em ơi. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Ok, cảm ơn anh em đã xem tới cuối clip nha.